Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa qua đã triển khai tàu tuần tra xua đuổi nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc bị phát hiện đang truy đuổi một tàu đánh cá Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản JCG, vào ngày 10 tháng 5, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã di chuyển vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương. Khoảng 50 phút sau đó, hai tàu Trung Quốc bắt đầu đuổi theo một tàu cá Nhật Bản tại khu vực Osuri, đảo lớn nhất trong Senkaku, Điếu Ngư, khoảng 12 km về phía tây nam, theo hãng tin Chichi Press. Sau khi JCG điều động tàu tuần tra đến hiện trường, cảnh báo qua bộ đàm, các tàu Trung Quốc mới rời khỏi khu vực. Theo hãng tin Kyodo, 4 tàu Trung Quốc đã ở trong khu vực này khoảng 2 giờ. Vào thời điểm xảy ra vụ truy đuổi, có 3 thuyền viên trên tàu cá Nhật Bản và không ai bị thương. Ngày 17 tháng 4, các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã xuất hiện quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Chính quyền Trung Quốc còn tìm cách khẳng định chủ quyền tại Senkaku, Điếu Ngư bằng cách áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè hàng năm ở biển Hoa Đông, bao gồm cả vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Năm nay, lệnh cấm đánh bắt đơn phương của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Các hòn đảo không có người ở nhưng mà giàu tài nguyên cùng dạng san hô ở biển Hoa Đông đã trở thành điểm nóng trong tranh chấp lãnh thổ Trung Quốc-Nhật Bản kéo dài nhiều thập niên qua, bất chấp mối quan hệ giữa hai bên dần được cải thiện trong những năm gần đây.